Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích Mai Vàng. Đam mê sưu tầm bonsai sang chuyện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Ra Hồ Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai tấn quý với lại phôi mai vàng nữa cô chú ha. Và bài kiện của anh Mười. Dạ, mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ anh Mười, ủng hộ kênh Cuộc Sống Con Ra Hồ Giang ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ cùng cô chú anh chị ha. Dạ, lô phôi mai hôm nay đa số tầm khoảng 14 phôi ha cô chú anh chị. Cây lùng lực đế vip luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin phép được cho clip chia sẻ luôn ha cô chú anh chị. Dạ, em xin chào ông chủ ơi. Rồi, chào Phương, mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Thì hôm nay em có về được 14 phôi, 12 phôi tứ quý và 2 phôi mai vàng cây trứng lọc nha. Thì số điện thoại của em là 033. Quên số điện thoại nữa. Số điện thoại của em là 033 757 3339, cũng là số Zalo của em ha. Rồi không mất thời gian, quý bà con em vô phôi số 1 là một phôi tứ quý lùng lực nha. Dạ. Phôi tứ quý hàng bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Cây bộ đế rất là lực nha bà con. Đế cộng rễ nè, chà bá không cô chú anh chị nha. Một bắp bự bự không. Cây này đế lắm. Thì không có trống vách nào luôn hết cô chú anh chị. Rất là gió cây luôn nha. Cây lùng lực nha bà con. Dạ. Alo. Quả dạ. Tứ bộ đế. Cây này cũng nở dai đế lắm nha cô chú anh chị ha. Dạ dạ. Hàng này mới bứng không nha. Dạ. Dạ, em xin số đo 3 vòng luôn anh ha. Chiều cao tới cổ tới dây đế này đi là được 42, tới mặt bầu là 71. Vô quỳnh thân nha, rồi vị trí này là 49 nha, 50 tính 49 nha. Dạ, vị trí này 49 để gắt lực. Cái nồi đế nó tầm khoảng cỡ em bao 200 đi. Đặt cứng hết trơn à. Sổ bài bài vượt về là 36, này bài nha bà con. Dạ. Rồi đứng được 22. Đường kính bầu cây này 84. Cái ngọn là 19 nha. Rồi em quay vòng báo giá luôn. Hà mới bứng về nha bà con. Dạ, cây lùng lực hoành đo sát lớn luôn hết cô chú anh chị. Được cái bộ đế lực nha, trong ngoài gì đều có nha. Rồi mã số 1 em vô lưu quý bà con giá là 22 triệu nha. Dạ. Phí ship là em bao toàn quốc. Trung hàng này giờ vô vườn săn giá cũng hơi cay nha bà con. Rồi mã số 2. Số 1. Dạ, số 2 cũng là tứ quý luôn cô chú. Cây này cũng rất là lùng lực luôn nha. Dạ, tam tài luôn nha quý cô chú anh chị ha. Một cốt nạc nha bà con. Dạ. Lên ba, ba chi, tam tài luôn. Lùng lực bonsai nha. Đế cũng khá lực nha bà con. Dây đế thì bỏ đều hết trơn nha cô chú anh chị. Tam tài. Dạ. Đây là nó bỏ xuống, sổ xuống, sổ xuống hết ha. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới cổ đế là 43, tới mặt bầu được là 59. Quỳnh vị trí này 56 nha bà con. Đo là để em đo lại vị trí nữa nha, nó hơi xéo thước. Rồi 56. Vị trí này 56 nha cô chú anh chị. To cách góc luôn. Đường kính bầu 68. Cây cái ngọn gióc nha con. 24 à. Đế lực nha. Dạ, thân nào nó cũng đều đều nhau lực không à cô chú anh chị ha.
Rồi mã số 2 cũng cây phôi tứ quý lùng lực nha. Em giao lưu quý bà con giá là 15 triệu. Phí ship bao toàn quốc nha bà con. Dạ. Rồi, mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Cái này nó hơi siêu nhẹ cô chú anh chị. À, cũng một em tứ quý phải không anh? Cây này là nó ba thân, thân này là tứ quý, thân này là mai vàng nha. Dạ. Thân mai vàng là em bao là bông 12 cánh chuẩn luôn nha. Sao mà hay dữ vậy ta? Nó nằm chính giữa luôn á cô chú anh chị, nó dính nhỏ chủ nhà trồng cách nào nó liền thành một thân nha. Dạ. Không có thẹo dít gì để cái kẻ nào chập hết trơn, nó liền thành một cốt luôn à. Bên đây thân bự là mai vàng. Mai vàng bự nhất luôn. Hai cái chi này là tứ quý. Dạ. Cái chi này cũng là tứ quý. Mặt này là mặt tứ quý nha. Đây, mặt này là mặt mai vàng. Dạ. Mà từ khúc này xuống là cũng tứ quý luôn. Đây, bộ đế khá là khéo nha bà con. Cái lùng lực mà chật lắc luôn. Luôn á cô chú anh chị. Đế đều luôn ha. Nói chung hàng thường thường tứ quý mai vàng là nó ít có liền với nhau lắm. Cây này khéo hơn cái là nó lạ luôn nha, nó liền thành một cốt. Cây trực lắc nhẹ nha bà con. Dạ, em xin số đo luôn anh ha. Chiều cao tới dây đế là 39, tới mặt bầu là 61. Em đo có cái gì bà con mình thông cảm ha. Rồi em đo về là 59 nha. Dạ, vị trí này 59 nha. 59 là em đo hơi chặt rệ nở nha. Em đo thêm một vị trí nữa. Đây là 55. Làm trên dây đế nha bà con. Dạ. Đường kính bầu cây này là 66. Cái thân mai vàng nè bà con ơi, 27, cái ngọn. Cây ngọn một cục nha, đặt khéo cây nha, để là cứng hết. Cái này thì mua một được hai luôn cô chú anh chị ha. Độc lạ luôn, dính liền luôn, không có thẹo dít kẻ hở gì hết. Dạ. Mai vàng là em bao bông 10, 12 cánh nha. Em thấy mặt bông nha. Dạ. Rồi mã số 3. Em giao lưu quý bà con giá là 19 triệu. Phí ship em bao toàn quốc luôn. Mã số 4 nha cô chú anh chị, cây này cũng là một cây tứ quý luôn ha. Cây này được cái dáng nó giống như con thú ngồi vậy nha bà con. Nó giống giống thôi nha, chứ em không có gọi là thú gì hết á. Cái này cũng có độ sủ nơm nữa nha cô chú anh chị. Đế thì nó gói đều bầu ở trên cô chú anh chị. Chung lô này em lựa hàng đế đẹp không nha bà con. Cây lùng lực bonsai không ha. À, trong này có rễ lót hết trơn, đều bầu hết trơn nha cô chú ha. Cây nó hơi dặn cây mà gió cây lắm nha cô chú. Dặn. Rồi clip này em tới 14 cây rồi nha. Em quay cũng hơi lẹ lẹ nha bà con. Tới dây đế là 34. Dạ. Tới mặt bầu là 68. Đế sổ nôm như vậy là 33 nha. Sổ đứng luôn. Dạ. Đo hoành 37 vị trí này nha. Dạ. Cái bàn quay này. Cái này là em đo tham khảo thôi nha bà con. Cái mình là 53. Dạ. Vị trí này 53 nha cô chú. Cái cục đặt này luôn 110. Rồi cây tứ quý mã số 4. Rồi mã số 4 này em giao lưu quý bà con giá là 9 triệu nha. Dạ. Phí ship bao toàn quốc luôn. Rồi, đây mã số 5. Theo là mã số 5. Cây này dán trực nha bà con. Cây này chủ nhà có ghép mấy nhánh mai vàng vô nha. Dạ, có một cốt trực lắc luôn nha cô chú anh chị. Lắc luôn, tay cành nó rất lực nha bà con. Cái chi này là người ta ghép mai vàng nha. Dạ. Ở đây cũng là cục này cũng mai vàng nữa nha. U quân cục khéo cây lắm nha. Đây, mai vàng. Còn tất cả là tứ quý nha.
ở trên này đài mai vàng đúng không anh? Này tứ quý luôn. Dạ. Chỉ có cái cục này nó qua ăn qua đây là tứ mai vàng thôi. Nè. Nhìn cũng ngộ ngộ với lạ lạ cô chú anh chị. Tay cành cây này cũng lực lắm luôn ha. Tay cành lực. Dạ. Đế bài luôn nha cô chú anh chị. Đế là cứng luôn nha, không thiếu vách nào nha bà con. Dạ, rồi. Chiều cao tới cổ ghế là 108, tới mặt bầu là 117. Cây này thoát thân được 25 ha. Tại cành này không biết đo sao đây, đo chung vậy đi. 34. Bốn mươi mốt quành nha bà con. Dạ. Mình chuẩn luôn nha, đó là ok luôn. Đường kính bầu 62, cái ngọn này khoảng 10 nha. Dạ, cái này cũng quý như vàng luôn ha cô chú anh chị, một cốt lắc luôn ha. Cây già cây lắm nha bà con, thịt đỏ cho nha. Rồi mà số 5 em cũng giao lưu với bà con là 9 triệu. Dạ. Chung hàng khá cũng khá đẹp nha bà con. Dạ, mã số 6 nha cô chú anh chị. Này là phôi tứ quý nha bà con, đế sổ nha. Cái này em cắt cái dáng trực kình phóng nha bà con. Con giờ không thích cái dáng này về có thể cắt lại thành dáng trực luôn cũng được ha. Cái này đế sổ cũng khá là cao nha cô chú anh chị ha. Đế sổ khá đế chứ. Nó đều cây góc chặt nở chữ A không à. Dạ rồi em xin số đo luôn anh ha. Rồi. Chiều cao tới cổ đế là 69, tới mặt bầu là 107. Cái cành phóng như đề đi ha, được là 39 nè. Cây này thoát thân được 28. Để coi, đâu tới 22 à. Đế sổ xuống đây là 46. 46 nè con, năm đây là 50 luôn nè. Đo hoành chưa? Dạ chưa. Cái này em đo tham khảo hai vị trí nha. Vị trí này là 47. Dạ. Đo trên cái cục gu luôn nha. Đây là em đo chạc nở nha. Đo chỉ đối với tham khảo thôi. 61 chạc nở. Đường kính bầu cây này là 83. Đây gió còn khoảng 12 nha. Không thích trên cành phóng thì em cắt lại làm dán trực nha bà con. Em trừ hao nha. Rồi cái mã số 6 em giao lưu quý bà con giá là 17 triệu. Dạ, quý xíu em cũng bao toàn quốc nha. Em được có bộ đế khéo. Đế số non mà nó cũng gom cây lắm nha cô chú anh chị, gom đế lắm luôn ha. Dạ. Mã số 7 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 là cụm gừng nha bà con. Em cũng thông báo cây này clip rồi còn cù nha, duy nhất còn một cụm gừng thôi. Khách ta hỏi nhiều lắm, em chốt cho khách, cuối cùng em giao khách người ta mắc công chuyện người ta không nhận á. Dạ. Cụm gừng tứ quý. Em giao lưu lại nha, em hạ giá luôn. Nguyên cụm gừng tứ quý nha bà con. Đế thì khá là nhiều. Thân thì nó không được bự nha. Cổ tay à. Dạ, đế cũng khá là đều luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi em vô thông số nha. Chiều cao tới cổ ghế là được 72, tới mặt bầu là 98. Tổng nha 135. Dạ. Đường kính bầu 90,
Cây này được rồi, em giao lưu cho khách là 14 triệu nha. Nay em hạ giá, em giao lưu quý bà con giá là 13 triệu à. Cây chè được rồi, khách hỏi rất là nhiều nha. Em giao lưu xong em không bán nữa. Cuối cùng khách nói ghi công chuyện là em giao lưu lại nha bà con. Duy dạ, nhất dạ. Một cây, một cù clip rồi nha. Mã số 7. Mã số 7, em giao lưu quý bà con giá là 13 triệu. Dạ. Dạ, mã số 8. Mã số 8 nha bà con. Cây này ở ngoài nhìn nó như sumo vậy nha. Dạ. Rất là bự cây. Cây này sát lớn lắm cô chú anh chị ha, dáng siêu siêu luôn ạ. Đế thì em bao bà con là không thiếu vách nào hết trơn. Đế lực luôn nha. Bắp tay em không ha. Giờ đế xuống, bỏ xuống, trong đây vẫn có nha. Bự 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 không ha. Cây này đế là đều vách nha quý cô chú anh chị. Đều hết ha. Luôn. Nó gom củ đế nha cô chú anh chị. Sổ được gan em ạ. Cây khéo tay nha bà con. Ở ngoài nhìn sát rất lớn nha. Rồi em vô số đo luôn nha. Chiều cao tới dây đế là 72, tới mặt bầu là 106. Cây này thoát thân được 32 nha bà con. 32. Hoành vị trí này là 54 ha. Dạ. Rồi, chặt ở chỗ này đi. 61 tới 60 nè. Ờ, hoành to sát lớn luôn hết cơ chú anh chị. Để đo hoành chưa ta? Dạ rồi ạ. Quay vòng, không quên gì nhắc giùm nghe. Tại dạ. Hơi lộng cộng quá. Đường kính bầu quá nha. Đường kính bầu cây này là 74. Cây này cũng cưng được bộ đế nha bà con. Quá khủng bộ đế. Ở ngoài nó đăng cây mình nhìn cỡ 6 mấy hoành. Đứng phía sau em đừng lui vậy ta. Dạ. Dáng siêu quá cô chú anh chị mà hoành to sát lớn lắm nha cô chú. Em xin giá mã số 8 luôn anh ha. Mã số 8 này em giao lưu quý bà con giá là 24 triệu nha. Cây ngoài rất khủng lắm. Hàng này vô vườn mua không rẻ đâu bà con ơi. Bộ đế khéo, bộ đế lắm. Lực, đế lực. Rồi tiếp theo là mã số 9. Mã số 9, cái này một cốt vươn cao nha cô chú anh chị. Dạ, chi cành cũng khá nha cô chú anh chị ha. Cây nào cũng đế cũng sổ nhẹ anh tí nha bà con. Đế là à? Đều hết nha. Nở hậu luôn á cô chú anh chị. Nở chạc nó gốc chưa ăn không ạ? Dạ. Bóc bự bự luôn nha. Dạ, dạ. Chiều cao tới dây đế là 95, tới mặt bầu là 125. Cây này thoát thân được 26 nha. Tới dây đế nè. Rồi vị trí này em đo là 54 nè bà con. Dạ. Chung em đo vị trí nào em tính vị trí đó nha. Này em chặt nở tham khảo thôi. 70. Đường kính bầu 81. Khá đế nha. Ở dưới đây lót cộng bự bự không nha bà con. Dạ rồi cái số... số 10 ha. Số 9. Số 9. Cái mã số 9 này em giao lưu quý bà con giá là 21 triệu nha. Dạ, cây này cốt cành cũng khá ha cô chú anh chị. Hoành năm mấy, hàng năm mấy hoành giờ giá không hiền bà con ơi. Dạ rồi. Là mã số 10 ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã số 10 nha. Cái này một cốt chi cành đóng đều luôn quý cô chú ha. Chi cành đóng khá đều. Phơm cao luôn á quý cô chú. Cây này nhìn rất là thông cây nha cô chú anh chị. Hàng em mới bứng về không nha bà con. Không quá 5 ngày nha. Để ngày em bứng vài cây em dồn lại đủ clip. Đế vàng thật chân ha. Lót đi. Mua nhẹ nhẹ nhóc hết trơn. À, cây này thì dách đế nào cũng có trơn nha quý cô chú anh chị. Tứ diện luôn.
cây nở hậu luôn nha bà con. Rồi em vô thông số. Chiều cao tới dây đế là 115, tới mặt bầu là 140, thoát thăng 21. Hoành vị trí này đi 50. Đó. Trên cổ đế hết nha. Hoành tính 50 nha. Đường kính bầu cây này là 92. Cốt cành tứ diện nha con. Cái này thân tàn đế rất ok ha cô chú anh chị, mình sưu tầm về ghép cái phơm tàn thông cây lớn là ok luôn nha. Cứ đường kính bầu anh em mình về nhân 3 giùm em nha, chứ em không có đo tổng ngầu đế gì trơn. Tại vì mười mấy cây em quay tranh thủ cho nó lẹ. Dạ. Cây này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Rồi cây này mã số 10 này em giao lưu quý bà con giá cũng là 21 triệu nha. Dạ. Cây này được bộ đế khéo quá lắm khéo nha bà con. Mã số 11 nha cô chú anh chị ha. Theo là mã số 11. Dạ. Cây này cũng hàng khủng luôn nha cô chú anh chị. Cây này hàng đáng sưu tầm nha. Dạ. Em đeo trên 2 năm em mới mua được nha bà con. Tứ quý giá cũng không hiền đâu. Cây này chi cành là dư chơi luôn rồi cô chú anh chị, giót cây lắm luôn á. Lùng lực giót cây nha. Cái này ngày xưa chủ nhà cũng đang chơi á, người ta cắt chi cành bỏ á, nó ra lại nó hơi nhỏ, nhưng trong đây cái cùi trong đây rất là to nha. Đây nó có cái thẹo này em cũng xin báo ha. Là cái lỗ người đã lành hết trơn nha bà con, lành vô tới trong luôn, ra da mới hết nha, bằng nè ngón tay em nè. Một chút rồi. Đây cũng vậy. Kéo trơn ha. Kéo xuống tới đây luôn. Em bao bà con không hư hao gì vô thân hết. Dạ. À, cái cây giá trị mà hư hao em đâu có dám mua cây giá dạ. cao đâu. Cô chú mình xem đế rồi cảm nhận giúp em cô chú anh chị ha. Đế lực lắm nha cô chú. Để em bao nha. Nguyên một cái nồi đế đặt luôn cô chú anh chị ha, gãy là nó bấu xuống không luôn á. Đặt luôn. Em bao là không có đế ra nha. Đây xuống hết. Tới mí này nó xuống hết nha, không có ra nữa. Chung em cũng phái lâu lâu phái săn cây lớn nha, về phục vụ cho bà con. Thì cây lớn thì giá trị cho bà con mình cũng biết rồi đó. Dạ ạ. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới cổ đế vậy là 70 ha. Tới mặt bầu là 104. Cây này em tính thoát thân đi, 20. Quỳnh em đo vị trí về nha. 60 nha bà con. Dạ. Nó nở chạc lắm nha cô chú anh chị. 60. Này em đo tham khảo nở thôi nha. Đo hay chủ yếu là bà con tham khảo thôi nha bà con. Đo về là 70 nha. Sổ cái đế được 39. Đường kính bầu cây này 93. Em đo cái nồi đế đặt luôn nha bà con. Đặt luôn nha, chứ không có đo ở ngoài. Em bao với bà con mình là 220 nha. Đặt cứng vậy đó. Giót ngọn 21. Cây này cũng lớn tiền nha bà con. Con mình hưng ý thì xem kỹ kỹ giùm em ha. Rồi cô chú anh chị mình xem lại phần đế giúp em cô chú ha. Đế em bao là khủng nha bà con. Cây này ông chơi ông dời 3 lần nha. 2 lần chậu, 1 lần trong học. Dạ. Rồi em xin giá luôn anh ha. Rồi mã số 11. Cái này em giao lưu quý bà con giá là 75 triệu nha. Dạ. Hàng này hàng đáng sưu tầm nha bà con. Hoành to sát lớn nha quý cô chú anh chị. Lùng lực tay cành tứ diện giót cây nha, đế khủng nha. Có sao em nói vậy. Anh em nào ưng ý thì ủng hộ em Út ha. Cây này giờ cũng vô lọt hàng hiếm rồi bà con ơi. Mã số 12 nha cô chú anh chị.
Rồi tiếp theo mã số 12 nha bà con. Một cốt trực tay cành tứ diện nha. Đây này cũng sổ nôm luôn. Dạ một cốt mà giót ngọn luôn nha cô chú anh chị ha. À, khoảng cách chưa tới gan tay đó là có cốt chi đóng với nhau với cô chú. Tứ diện luôn. À, cốt chi rất là lực luôn ha. Cây này thóc thân nó cũng hợp lý với cái phong tàn nữa nha cô chú anh chị. Rồi cô chú mình xem phần đế giúp em ha. Trên này đế nó gồm một củ đế luôn nha cô chú. Dữ lắm cái củ đế. Dạ. Củ đế này có châm ngoài. Củ đặt trên đây. Cộng ghế là lực lực không mà nha cô chú anh chị ha. Cái này mình trồng mà phô diễn cái củ đế trên này thôi là đủ phê rồi nha cô chú anh chị. Cốt cành tứ diện nha bà con. Giót cây nha. Dạ rồi em xin thông số chiều cao trước anh ha. Rồi. Chiều cao em tính 1,5 m, 1,6 m vậy đi. Dạ. Tới mặt bầu cho 1,6 m. Cái form tàn ngang, cái xương tàn ngang này luôn. Form tàn ngang này tính 1,4 m đi. Dạ. Thoát thân được 18 nha. Vậy là 18 nè. Dạ. Vị trí này 52 nha bà con. Dạ. Em tính 51 thôi. Trên cậu đế hết trơn nha. Này em đo tham khảo nha bà con. Em đo chạc nở tham khảo nha. Như vậy là 58 nè. Dạ. Cái củ đặt trên đây. Đặt chỗ này không là 107. Này nó sổ bài bài ra đi. Bài 46 nè. Nếu mà sổ đứng thì tầm chắc cỡ 22 nha. Đường kính bầu này em bứng là 1 m đúng nha. Cây giót ngọn còn khoảng 10 nha bà con. Em đo tay cành 23. Từ 23 đổ lên nha. Cốt cành lực nè. Đều hết. Cây này là tàn. Cây này 5 người lên bằng quay không muốn không nổi nha bà con. Đường kính là 1 m. Cái này bà con mình về chơi form tàng ghim cũng được nha. Dạ. Đây, cây có độ sổ nha. Có độ sổ cả gan em, hơn cả gan nha. Dạ rồi, phôi tàng lễ tứ quý này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Rồi, cây tứ quý mã số 12 này em giao lưu là giá 48 triệu. Phí ship bao toàn quốc nha. Những hàng này gần gần đi xe tải hết nha bà con. Dạ dạ. Dạ, cây mã số 10. Theo là mã số 13 nha 13. Bà con. Là một khôi mai vàng. Cây này xù trứng lọc nha bà con. Lâu lắm mà không có bứng hàng xù trứng. Nói chung là không có chứ không phải là không bứng. Hiếm lắm. Đây cái nước xù nữa nè, vàng cháy chân ha. Tới đây luôn. Cái này có cái ngọn giót luôn nha cô chú anh chị. Giót ngọn. Dạ. Bể xù hết nha. Cái này người ta trồng trong cái học á. Đế sổ non cũng rất là cao á cô chú. Sổ luôn. Đây, trứng lọc rất nhiều nha bà con. Cục này cũng to nữa nè. Chạy ra nè. À. Còn dính mấy cục đá em chưa gỡ ra nha. Để cho nó ôm đá luôn. Đế sổ nôm mà nó ôm bầu không mà cô chú anh chị nha. Dây đế nó nở luôn rồi. Cây này em cũng báo là không thấy mặt bông nha bà con. Cây nào em thấy là em bao, không thấy là em không bao nha. Dạ, em xin số đo 3 dòng luôn anh ha. Rồi. Chiều cao tới dữ vậy.
Tới da đế là 47. Tới mặt bầu là 100. Đế sổ là 57 nha. Sổ như vậy là 57. Còn vị trí này em tính 47 nha. Đó, đó vậy đó, 47 đó nha bà con. Dạ, đồng ghế là bự bự không mà có thấy chị hết. To lực ha. Cái ngọn này còn được 14. Mấy cái nắp này bị xù xì hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi tổng quanh bầu bộ đế này được khoảng 201 nha. Tầm 201, 202 á. Dạ. Rồi mã số 13, cây sù trứng. Em vô luôn quý bà con, giá là 19 triệu nha. Mai vàng nha bà con. Chung cây này nó có khá nhiều trứng lọc nha. Chứ mai thường thì em bán không có tới giá này đâu. Dạ, mã số 14 cũng là mai vàng luôn cô chú anh chị ha. Đây mã số 14 nha. Cây mai vàng, cây này dán trực cành phóng nha bà con. Em muốn chơi dán trực thì nữa mình cắt với heo dán trực ha. Cốt cành em bao 6 người ginh. Cốt cành đó cũng khá khéo nha. Đây, em quay cái bộ trứng cho bà con mình xem nữa ha. Giữ cái chân luôn. Này lên trứng cũng nhiều lắm. Dữ lắm chứ, chị. Cục này không bằng bàn tay này. Lên. Mỗi cọng ghế là mỗi một cục trứng lọc nha. Bự hơn bàn tay em nữa. Cứng hết. Cái này cũng khá là nhiều luôn á cô chú anh chị. Dữ lắm. Cây nằm trong học từ nhỏ tới lớn nha bà con. Chung là hàng này vô em khui ra thấy mấy bộ trứng này thì em cũng gái em mua về phục vụ bà con ha. Giá thì nói chung cũng hơi cay. Nhưng mà mai vàng giờ giá thì nó cũng không có mắc nha. Nhưng mà do cây này nó độc lạ quá, em mua giá cũng hơi cứng. Có sao nói vậy nha bà con. Anh em nào ủng hộ được thì cứ alo em. Dạ, cây trực cành phóng mà dốt ngọn chi cành đều luôn nha cô chú anh chị. Bộ đế xù trứng luôn nha cô chú ha. Dạ, đế sổ nơ mà nó xù trứng cũng rất là nhiều luôn á cô chú. Cây gốc chạc nở luôn. Cây này về nói, em nói thật sự nói về 2 năm về trước thôi, cây này giá trị rất là cao ha. Cái thân thì lên da me hết trơn nha cô chú anh chị ha. Rồi em vô thông số luôn đi. Dạ. Chiều cao tới dài đế đi 89. Tới mặt bầu là 130. Cây này thoát thân được 16 nha. Dạ. 16 nó ở chạc dài đế luôn nha cô chú anh chị. Nói chung cây này em đo nhiều vị trí với bà con mình xem ha. Như vậy là 54 nha. Vậy nó 54 đó. Dạ. Cái này em đo chặt nở tham khảo thôi nha. Là 60 vị trí. Dạ. Này. Dạ rồi. Em tính 54 hoành nha. Đế sổ. Tính 50 đi. Dạ. Đường kính bầu nằm dài vậy là 100 nha bà con, 1 mét. Đường kính nằm ngang nó là được 72. Cái này mình vô chọn chữ nhật khối tiểu cảnh cũng ok lắm nha cô chú anh chị ha. Là cái tam giác lọt là chơi lộ ngon lành ha cô chú anh chị. Cành phóng cũng khéo nha bà con. Rồi cây mai vàng mã số 14 là cây cuối clip nha. Dạ. Cây này anh em nào thiện chí cứ alo số điện thoại của em ha. 0337573339 cũng là số Zalo của em. Em báo giá nha. Cây này nói chung cũng không có mắc tiền. Dạ. Nhưng mà em muốn giữ cái giá này cho anh em cái sanh sữa ha. Dạ, cô chú anh chị mình xem lại tổng thể giúp em ha cô chú anh chị.
Cái dàn trứng thì anh em thấy đó, dữ lắm luôn nè. Nguyên cái bà tay em để nè, không tới dưới đây luôn. Thưa chú anh chị, mình thích sưu tầm những cây mai vàng xù trứng, liên hệ với số điện thoại của anh Mười giúp em cô chú ha. Dạ. Cộng này nằm dài cho con xem. 48. To nó bự nó dài luôn. Dạ rồi. Rồi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Rất mong clip này bà con mình ủng hộ em tiếp tục. Rồi mến chào, hẹn gặp lại ha. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.